Miami Beach, Florida. Cảm ơn các anh chị em đang tới thăm kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay mình sẽ bàn luận về chủ đề cần bao nhiêu tiền để làm chủ một công viên nhà di động tại Mỹ. Thì công viên nhà di động tức là một khu đất mà mình làm chủ, rồi trong khu đất đó thì có mình chia thành từng cái nền. Từng cái nền đó thì mình sẽ cho người ta đem xe di động, đem nhà di động người ta đậu ở đó. Hoặc là mình mua nhà di động trong công viên đó rồi mình cho mướn. Hoặc là mình cho mướn đất, hoặc là mình cho mướn nhà. Vậy bà các bạn muốn nói về mình muốn đầu tư công viên nhà di động phải cần bao nhiêu tiền? Ngân hàng có cho mình mượn không? Thì theo mình tìm hiểu thì ngân hàng cho mượn để mua công viên nhà di động và nhà di động. Thì mua một công viên nhà di động thì cũng như mình làm chủ nhiều căn nhà di động. Giá cả thì tùy theo là tùy theo chỗ tiểu bang, tùy theo chỗ vùng. Nhưng mà khoảng chừng 25.000 đô, 35.000 đô cỡ đó thì bạn có thể làm chủ một công viên nhà di động chừng 16 tới 20 chỗ đậu xe, đậu nhà di động hoặc là xe di động. Nếu bạn mua đất để tự mình làm nhà di động thì nó rẻ hơn, nhưng mà sẽ rất nhiều tiền để xây dựng nó. Ví dụ một miếng đất, trong một miếng đất mà đậu được cỡ 20 cái nhà di động. Tùy theo cái luật mỗi tiểu bang, nhưng mà một miếng đất mà để cho nền cho nhà di động thì phải có nền, có cái sân chung quanh để người ta có sân cỏ, có thể với lại có chỗ người ta đậu xe. Thì nếu bạn mua đất á, thì nó rẻ. Đất ở những cái chỗ mà ở xa xa thành thị á, những cái tiểu bang như là Minnesota, Missouri á, thì một miếng đất mà chừng 20 căn nhà đậu xe di động, bạn mua có chừng có 10.000 đô, 15.000 đô, 12.000 đô, 9.000 đô, 8.000 đô cũng có. Nhưng mà bạn mua đất rồi á, thì bạn về là phải mướn người đào hầm để chứa nước tải. Tại nếu mà bạn mua những đất mà bắt được cống á, thì nó khó lắm, tại cống bây giờ phải đi vô từng cái chỗ nhà nó khó khăn. Thường là người ta đào cái hầm để chứa nước tải từ cái nhà, những cái nhà di động. Rồi khoảng tùy theo là bao nhiêu căn nhà di động thì 6 tháng một năm lần thì có xe nó tới nó hút nước tải đi đem đổ chỗ khác. Cũng như nhà thì bạn có nhiều cái nhà đó mà nó nằm trên hệ thống mà đặt ống cống, thì mình phải trả tiền cống. Còn nếu mà nhà mà cất hồi xưa mà không có hệ thống đặt ống cống á, thì là mỗi nhà nó có một cái hầm nhỏ để chứa nước tải. Rồi khoảng tùy theo bao nhiêu người trong nhà thì khi 6 tháng thì 1 năm thì có kêu xe tới nó hút. Thì nếu mà bạn mua đất mà chưa có hầm, chưa có hệ thống nước, hệ thống điện thì đất rất là rẻ. Rồi bạn về bạn chia ra từng nền tùy theo luật của mỗi tiểu bang là mỗi cái nền cách xa bao nhiêu. Rồi trong cái cũng tùy theo cái luật tiểu bang, rồi bạn phải cất một cái nhà mà để máy giặt này kia, để người ta tới người ta giặt, người ta tắm. Thì mỗi trong mỗi cái nhà di động nó có nhà tắm của nó, nhưng mà thường thường là không có được để máy giặt trong nhà, tại cái sức nước nó không mạnh. Thì mình là chủ đó, mình phải có một cái nhà để người ta tới đó, người ta những nhà ở trong cái khu mình đó, để người ta sấy giặt đồ, sắt sấy đồ, đó là mình tự dựng lấy. Khi mình tự dựng lấy nếu mà thì là cũng là tốn khá nhiều tiền đó. Và còn nếu bạn mua đất mà đã người ta xây dựng rồi á, nghĩa là đã sẵn rồi á, mà có chừng 16 căn 20 cái căn nhà di động á, thì tùy theo có khi giá 25.000, có khi giá 50.000, tùy theo cái địa điểm location cũng như là nhà nha bạn, là nhà chỗ này á, khu này nó mắc hơn nhà chỗ nó khu kia, đúng không? Thì cái đó, nhưng mà cái đầu tư nó không có nhiều tiền. Khoảng chừng 25.000, 30.000 là bạn có thể làm chủ một công viên nhà di động. Thì
làm chủ công nhân lao động thì thường thường mình tính thường thường á là một cái miếng đất á, cái miếng nền mà mình cho mướn á, thì cho mướn khoảng chừng 300 đô cỡ đó, rồi mình phải bao tiền điện, tiền nước. Tiền điện nước thì cũng phải chừng 200 đô thì mình lời chừng 100 đô thôi, một căn. Mà nếu mà mình là chủ của mình, chủ cái căn nhà di động, như là mình mua nhà di động mua đã có sẵn rồi, tại nhà di động mà nó cũ quá, nó giờ đi không có được, không, người ta không ở nữa, người ta bỏ, người ta phải đi giá thì người ta bán, tại giờ đi nó giờ đi nó sẽ rã từng miếng, thành ra nhà di động ở để lâu á thì là nó thành cái nhà ở đó luôn, dở dở đi không có được. Thì nếu bạn có những người họ mua rồi, hồi xưa trước là chủ nhà căn nhà di động rồi, họ bây giờ họ có tiền, họ đi mua nhà hay là họ đi tỉnh khác thì họ bán, mình là chủ mình bán, thì nếu mà đa bán mà cho mướn chừng nhà chừng 2 phòng á thì cỡ chừng 600-700 đô, 500 đô tùy theo cái chỗ. Thì tính đi tiền lời, nếu mà mình là chủ căn đó mà mình cho mướn đất, cho gì cho mướn đất rồi cho mướn luôn nhà, thường là mình lời chừng 300 đô, 400 đô cỡ đó á, tùy theo. Nhưng mà thì nó cũng như nhà, tiền nhà nó cũng lên giá. Nhưng mà nếu mình cho mướn á nhà di động á thì mình phải sửa chữa. Còn mình muốn cho mướn đất thì mình không có sửa chữa, mình chỉ cắt cỏ chung quanh miếng đất thôi. Nhưng mà có nhiều khi người ta trồng cây, trồng rau thì người ta tự người ta xong chăm sóc lấy. Còn nếu mà mình cho mướn nhà di động luôn á thì mình phải sửa chữa. Mà nhà di động là nó là gì, nó chỉ là một khi là miếng giá, cái nhà, cái thùng bằng giá bằng tôn, có cái mái để bỏ lên thôi. Ở trong thì họ lót thảm gì, lót cái kia là gỗ, thì nó nhất là nó cũ, nó hay hư, thì là mình làm chủ đó mình phải sửa hoài. Rồi cái hệ thống nước á, trong cái nhà di động thì nó không có vững vàng như hình như là trong nhà, thành ra nó hay bị hư, với lại họ xài không kỹ, họ bỏ đồ vô đổ bỏ những gì bự trên cái trong nước thì nó bị nghẹt, thành ra mình làm chủ phải sửa chữa hoài. Thì có người đó có thang, họ nói làm chủ nhà di động cho mướn đó săn sóc khổ lắm. Thì nếu mà bạn làm chủ nhà mà không di động thì cũng phải săn sóc, cái nào cái không có nào mà mình ngồi không mà tiền nó tới hết, cái nào cũng phải làm hết. Anh xã mình là ảnh học cách sửa máy lạnh, cách sửa bếp điện, đủ thứ hết. Để vậy, để mà nó hư hoài thì mình tự sửa lấy. Có khi nó chỉ là nó cái sợi dây nó bị mòn, hay nó có khi là cái miếng gì nó bị mòn thì mình biết sửa, mình tới mình sửa. Thì mới đầu thì anh không có biết, nhưng mà khi mà mới đầu thì mình mua mới thì nó có guarantee, rồi xong rồi hết thì trong cái guarantee mà nó có hư thì mình anh đứng anh coi người ta làm sao anh bắt chước. Mà ngộ lắm các bạn, nhà mình xài thì mình xài kỹ thì nó không có hư, lâu hư. Còn nhà cho mướn á, những cái đồ trong nhà mướn người ta xài không có kỹ, đâu phải của người ta đâu, người ta lo mình xài kỹ từng chút thì nó lâu hư. Thì mà nhà cho mướn hay là nhà di động cho mướn là mình phải sửa hoài. Nhưng mà có tiền bạn đầu tư, rồi bạn đầu tư một chút xíu rồi cái rồi từ từ đó bạn thì nó lên giá, là bạn ăn cả đời. Chứ khái là mình đầu tư mà nhà mobile thì nhà mobile từng chừng 10 năm 20 năm nó cũ đi là không còn gì hết, thì cái miếng đất nó còn lại thôi. Còn cái nhà của mình á thì nó nhà thì là nó bền lâu hơn, tại nhà mất là nhà mà cất bằng gạch á thì nó lâu hơn là nhà bằng gỗ. Những tiểu bang mà cất nhà bằng gỗ thì nhà bằng gỗ nó không có bền, nó rẻ tiền hơn. Nhưng mà cái nhà gỗ chừng 20 năm 40 năm á là nó bắt đầu là phải thay hết rồi. Còn nhà gạch á, nhà cất xi măng cốt sắt á thì là nó mắc hơn như là nhà gỗ. Nhưng mà 30 năm 40 năm thì mình chỉ phải thay cái ngói thôi, thay cái ngói về cái sườn cây mà bắt qua đó để mà làm ngói á, thì nó mọt nó cũ phải thay lại thôi. Còn mấy kia thì mình không có thay, là tiền nào thì của đó. Nhưng mà có nhiều cái người đó hồi xưa làm có công viên di động ở phía xa thành phố, và thành phố nó phát triển, nó lan ra, thì là người xây dựng đó họ sẽ mua lại công viên di động, họ trả tiền nhiều lắm, trả cả triệu đô. Ở chỗ mình đó là khi thành phố phát triển ra đó là những cái
cái người chủ mà công viên nhà di động giàu lắm, tại vì người xây dựng vô là mua lại xong rồi cái họ cho tiền từng người ở trong đó đó để cho người ta đi, đâu phải tự nhiên tới mình mua rồi mình đuổi người ta đi được đâu, cho thì những người xây dựng đó tới họ cho người 5.000 đô, có người cho 6.000 đô á, cho những người đó đó họ đi, tại vì họ dỡ nhà đi đâu có được, dỡ ra là tan nát nhà, thành ra nhà xây dựng nó cho tiền cho mấy người đó đi chỗ khác mua nhà chỗ khác ở, mua nhà di động khác ở, tùy theo cái nhà di động đó cũ hay mới thì họ cho tiền để họ đi. Thành ra đầu tư nhà di động cũng có ăn ha. Rồi là khi nào mình đầu tư nhà di động nhỏ, một công viên nhỏ rồi mình thành thạo làm công viên lớn, mình bán công viên lớn, mình mua nhà phòng trọ cất xi măng, cái gì nó phải từ từ nó nhỏ, thì nhà di động, công viên di động có thể bắt đầu từ 15.000 cho tới 25.000 đô á, là vốn nhỏ bạn mà phải làm cực, dĩ nhiên rồi làm cực thì mới có ăn. Rồi, xin chào các bạn ha, các bạn có muốn hỏi thêm gì chi tiết á, thì để comment mì rồi mình trả lời nha, bye bye. We'll be right back.